Chúng ta sẽ làm bài 136 luyện tập chung trang 60. Bài số 1. Viết tiếp vào chỗ chấm. Trong hình chữ nhật ABCD, AB song song với, thì AB đây sẽ song song với DC. B, BC song song với BC đây sẽ song song với cạnh này là AD. Ý C, DA vuông góc với DA, DA đây là cạnh này. DA hay là AD đúng không ạ? Sẽ vuông góc với AB và DC hai cạnh với AB và DC. DC sẽ vuông góc với cạnh nào? DC sẽ vuông góc với hai cạnh, đó là cạnh AD và BC. Bài số 2. Viết tiếp vào chỗ chấm. Trong hình thoi PQRS, A, PQ là cạnh đối diện với. PQ đối diện với cạnh SR. PQ song song với, à, vừa đối diện vừa song song với SR, cũng là SR hoặc là RS. Ý C, PQ sẽ bằng ba cạnh nào? Trong hình thoi thì bốn cạnh của hình thoi đều bằng nhau. Như vậy PQ sẽ bằng cạnh QR, bằng RS và bằng SP, bằng bốn ba cạnh còn lại. Ý D, PQ không song song với cạnh nào và cạnh nào. PQ này chỉ song song với RS, song song và bằng RS, còn hai cạnh còn lại này thì nó sẽ không song song với. Vậy nó sẽ không song song với QR và PS. Nó chỉ cắt thôi, không song song. Bài số 3. Trong các hình sau, hình nào có diện tích khác với diện tích của các hình còn lại? Vậy chúng ta phải tính diện tích của các hình này. Ta có diện tích của hình thứ nhất là hình vuông. Muốn tính diện tích của hình vuông này, ta sẽ lấy độ dài một cạnh nhân với chính nó, sẽ bằng 6 x 6, sẽ bằng 36 cm². Tiếp theo thứ hai là hình thức hình chữ nhật. Tính diện tích hình chữ nhật, ta lấy chiều dài nhân chiều rộng. Chiều dài là 9, chiều rộng là 6. Ta lấy 9 x 6 bằng 54 cm². Tiếp theo hình cuối cùng là hình thoi. Diện tích hình thoi sẽ bằng độ dài hai đường chéo nhân với nhau và chia cho 2. Ta thấy đường chéo nhất là đường chéo dài này bằng 18 cm. Đường chéo này có độ dài là 6 cm. Vậy diện tích hình thoi này sẽ bằng 18 nhân với 6 chia cho 2. Ta lấy 18 nhân 6. Sau 8 muốn 8 với 8 nhân 4, 6 1 là 6 thêm 4 là 10. Ta chia 2. 10 chia 2 được 5. 5 2 là 10, 10 chia 2 bằng 0. À 10 chia 10 bằng 0. À 8, 8 chia 4 được 8 chia 2 được 4. 4 nhân 2 bằng 8, 8 chia 8 bằng 0. Vậy sẽ bằng 54 cm². Vậy ta thấy là hình chữ nhật và hình thoi đều bằng 54 cm² là bằng nhau. Vậy thì diện tích khác với diện tích của các hình còn lại, có nghĩa là hình vuông có diện tích khác với hai hình còn lại, đó là nó bằng 36 cm². Vậy nó sẽ là hình vuông. Trả lời: hình có diện tích khác với diện tích của hình còn lại là hình vuông. Vì hình vuông nó chỉ có diện tích là 36 cm², còn hai hình còn lại nó có diện tích như nhau, giống nhau, nên hình có diện tích khác với các diện tích hình còn lại, đó là hình vuông. Bài số 4. Một hình chữ nhật có chiều dài là 16 cm, chiều rộng 10 cm, à 10 m, chiều dài 10 m, chiều rộng 10 m. Nếu chiều dài tăng thêm 4 m thì diện tích của hình chữ nhật sẽ tăng thêm lên bao nhiêu mét vuông? Như vậy chúng ta phải tính diện tích của cái hình chữ nhật có chiều dài là 16 m và chiều rộng là 10 m.
và tính diện tích của hình chữ nhật mới có chiều dài là chiều rộng là 10m và chiều dài tăng thêm 4m. Vậy ta phải tính xem chiều dài tăng thêm 4m là tăng thêm bao nhiêu, sau đó ta sẽ tính diện tích của cái hình đó. Vậy muốn biết là diện tích của hình đó sẽ tăng lên bao nhiêu mét so với diện tích của hình chữ nhật cũ thì ta sẽ lấy diện tích của hình chữ nhật mới đó trừ đi diện tích của hình chữ nhật cũ đấy. Đấy. Và trước tiên ta sẽ tìm diện tích của hình chữ nhật có chiều dài là 16m, chiều rộng là 10m đã. Diện tích của hình chữ nhật có chiều dài 16m, chiều rộng 10m. Sẽ bằng chiều dài nhân chiều rộng 16 nhân 10 sẽ bằng 160m². Đấy. Vậy ta gọi cái diện tích, ta gọi cái hình mới chiều dài tăng thêm 4m chính là cái hình mới đi, diện tích của cái hình chữ nhật mới đi. Vậy chiều dài tăng thêm 4m. Vậy khi chiều dài tăng thêm 4m thì nó sẽ là bao nhiêu? Bây giờ chiều dài là 16m rồi, vậy khi đó chiều dài tăng thêm 4m thì nó sẽ là bao nhiêu? Ta có chiều dài của hình chữ nhật khi tăng thêm 4m là 16 cộng 14 là 20m. Người ta sẽ tính diện tích của cái hình đó. Ta tính diện tích của hình chữ nhật có chiều dài là 14 là 20cm. Là chiều rộng thì nó vẫn là 10m rồi. Là 20m, chỗ này mét nhé, 10cm, lỗi. Diện tích của hình chữ nhật có chiều dài là 20m là ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng là 10 sẽ bằng 200m². Đấy. Bây giờ người ta hỏi nếu chiều dài tăng 4m thì diện tích của hình chữ nhật sẽ tăng lên bao nhiêu mét vuông? Vậy ta sẽ trả lời. Diện tích của hình chữ nhật tăng lên số mét vuông là 20m thì có diện tích là 200. Hình chữ nhật cũ khi mà chiều dài chưa tăng lên thì nó là 160. Người ta trừ đi cái diện tích của hình chữ nhật cũ đấy. Và 200 trừ đi 160 sẽ bằng 40m². Như vậy thì diện tích bây giờ nó sẽ tăng lên là 40m². Đáp số là 40m².